đời ấy vô lượng. Và không nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức tặng các tinh thần từ bi bác ái từ kéo lại các nơi nơi trong hóa thân. Căn cứ chương trình hoạt động đạo sự các trụ sự trung ương giáo hội Phật giáo Hoàng Hải, căn cứ chương trình đăng ký hoạt động đạo sự hàng năm và 2000 đại lễ của các trụ sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hải phường Vĩnh Bảo, các trụ sự trung ương quan tâm giáo viên Phạm Thanh Trạch rất thuyết giảng nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ. Một, để thực hiện con đường hoằng pháp lễ tín của các vị sự trung ương theo hệ thống giáo hội. Hai, giúp đồng đạo hiểu rõ thêm giáo lý cao siêu của thầy tổ, ngõ hầu dễ dàng trên bước đường tu thân hành thiện của mình. Sau thời gian chuẩn bị từ 2 giờ đến 9 giờ ngày 18 tháng 5 năm dần tại các trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Vĩnh Bảo long trọng tổ chức buổi lễ thuyết giảng. Đây là lời rất nhu cầu của thầy nhân tính buổi lễ thuyết giảng hôm nay đề nghị quan tâm. Rất quan trọng là các vị anh hùng dân tộc. Kính thưa đại diện của các cấp chính quyền địa phương, kính thưa đại diện của các cấp ban trị sự giáo hội giáo lý các nơi ở miền Tây để ủng hộ chương trình đại lễ 18 tháng 5. Kính thưa quý cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày đại lễ 18 tháng 5 năm 1939 năm Kỷ Mão và năm 2022 là gồm 83 năm ngày Đức Thầy ta khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo và nhờ Đức Thầy thank you.
Cà phê đi uống miễn phí hoàn toàn nha bà con cô bác. Đây đây là không cần bao gì bà cô gì trên đây là pha cà phê là miễn phí hoàn toàn uống nha bà con cô bác. Bye.
Nam mô A Di Đà Phật, cháu cũng là đi đứng nằm ngồi ráng niệm cho quên không đợi gì thời khắc. Như vậy là cái pháp cho mình
chúng ta là để có được, tại vì chúng ta nhiều công chuyện, cái nợ thế, cái nợ gia đình, chúng ta nhiều công chuyện quá đi, không thể nào mà mình ngồi như các vị người ta thiếu tốn, mình phải còn đi còn đứng còn lo kinh tế, còn lo dạy con, cho anh học thành tài, còn lo cho cha mẹ nữa quý vị. Thì ra bây giờ với cái chúng ta mà cho cha đi, cho mẹ đi, là bò ăn giờ không có thay. Bởi vì khi những Phật ở trong tâm mà chúng ta chia cho tiền cho cha mẹ mình để mình làm ăn kinh tế khấm khá đó, về nhà cũng cho tiền cha mẹ cái mình cũng năm mươi hoài gì đạo cái tâm cho thân này thì đứng năm rồi nó bị chứ quên đây đi chắc phải không? Cái gì bây giờ mình đi cho từ thiện mình thấy các vị thường dân mà thấy người ta nhờ thở ra cái thở cái lòng nhân ái cái mình cho mà đức thầy cho biết là làm nhân ái ăn tiêu bệnh tật phải không quý vị? Cái mấy chuyện làm nhân ái mà quý vị đương làm nhân ái rồi nó thêm cái chức vụ pháp luân thờ để chị đi cho cái bệnh đạo cho tiền thì mình để phòng trong tâm nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, đi đứng nằm ngồi khác biệt chứ không chúng ta cho tiền chúng ta cho gạo chúng ta rất là nhiều hạnh phúc rồi nó mới làm từ thiện các quỹ gần đây mình làm từ thiện đây rồi mình niệm hạnh phúc được cho nên mình để tặng đi trả các chứng nghiệp của mình các điều lớn của chúng ta mà bây giờ nếu mà niệm phật mà mình không có gì cả cái những cái chứng nghiệp thôi mình nói thêm cái chứng nghiệp đi cái chứng nghiệp đó niệm chữ Di Đà ba chứng nghiệp bây giờ có chứng nghiệp để chúng ta giải thì nó giải được chứng nghiệp là gì chứng nghiệp tức là những cái nghiệp mà chúng ta có nhiều nhiều đời nhiều kiếp và bây giờ chúng ta mới hiểu ra để mà chúng ta mới còn giả gọi là chứng nghiệp tức là cái nghiệp của người nhiều ác nhân nghiệp nhiều đời nhiều kiếp chúng ta làm người nhiều ác cho nên bây giờ đây người nhiều ác và cái nghiệp ác thì đã hiểu cái quả nên nhân quả thật là ác nghiệp xuất khỏi kim chẳng là một ai trong công kiểu trong khi nghiệp ấy cho nên khi xưa chúng ta đã làm nhiều ác mà mình đâu có biết thì nhiều đời nhiều kiếp bây giờ có sự đồng trả chơi là con thí dụ con này nó tham gia nó có một con này mà được chức định theo đồng trả thì nó mới tham gia con ấy đâu mướn vô ngồi luôn đứa quen à là vô luôn nhắc con cái ghế nữa rồi quá đi thoại mẹ ai vô không quá tháo thức đó vô đây luôn đây không biết ai vô đây hai cái nè rồi nè vô luôn cho vui để tránh không mà người nào lên cũng trắng tư chứ có gì đâu ngại quay phải không mà các ta đủ cái cổ của người con thì cái ai rồi